Cô rất vui được chào đón các bạn quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 7 của trang web olm.vn. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu bài Tùy bút, một thứ quà của lúa non, cốm, tác giả Thạch Lam. Các bạn thân mến, cốm là món quà đặc biệt của lúa nếp non và chỉ có cốm làng Vòng mới là đặc sản của Hà Nội do bàn tay người làng Vòng làm ra. Kẻ đô làm kẹo mạch nha, làng Vòng làm cốm để mà tiến vua. Ở video trước, chúng mình đã tìm hiểu được hai phần trong tìm hiểu chi tiết để giới thiệu về cốm và sự hình thành thuộc cốm, thấy được những giá trị của cốm. Phần cuối cùng, chúng mình sẽ đến cách thưởng thức cốm. Bàn về cách thưởng thức cốm. Trong câu văn, cốm không phải là thức quà của người vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ đã đề cập đến nội dung gì? Câu văn đó nhắc đến cách ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ khi thưởng thức cốm. Đọc đoạn văn cuối của văn bản trong sách giáo khoa, chúng mình sẽ thấy được cách thưởng thức cốm rất đặc biệt. Cốm không phải là thức quà của người vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ. Trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Như thế, thưởng thức cốm phải cảm thụ bằng nhiều giác quan. Đó là khứu giác khi nghe thấy mùi thơm phức của lúa, là vị giác để cảm nhận được chất ngọt của cốm, và cuối cùng là thị giác để thấy được màu xanh của cốm. Tác giả đã khơi gợi cảm giác của bạn đọc về cốm. Để chứng tỏ sự tinh tế, sâu sắc khi dùng từ ngữ một cách gợi cảm, tác giả dùng từ bao bọc và nằm ủ để nói về mối quan hệ tự nhiên giữa lá sen và cốm, tựa như hai linh hồn nương tựa vào nhau, làm tôn nên cái hương sắc thanh quý, cái lộc của trời. Nhà văn như thế đã rất tinh tế, tỉ mỉ trong việc giới thiệu một cách ăn lịch sự, thanh nhã. Qua đó, tác giả cũng bộc lộ một cách nhìn trân trọng và một thái độ văn hóa trong việc thưởng thức cốm. Ăn cốm đã trở thành một nghệ thuật trong văn hóa ẩm thực mang nét riêng độc đáo của dân tộc Việt Nam. Như thế, theo các bạn, thái độ của tác giả khi viết bài Tùy bút, một thứ quà của lúa non, cốm là gì? Chúng mình thấy rằng, viết về cốm, ngoài Thạch Lam còn có Nguyễn Tuân và Vũ Bằng. Nhưng một thứ quà của lúa non, cốm của Thạch Lam vẫn tạo được nét riêng về một thức quà giản dị, mộc mạc nhưng giàu giá trị văn hóa. Thứ quà bình dị ấy đã trở nên tinh khiết, thanh cao hơn dưới ngòi bút tinh tế, giàu chất thơ của Thạch Lam. Cốm vốn là một thứ quà bình dị, chẳng có gì là cầu kỳ. Ấy thế mà tác giả đã có một cái nhìn thấu đáo và thái độ văn hóa khi nói về sự thưởng thức cốm. Đây không phải là cách ăn cho thỏa thích, ăn cho no bụng, mà là để ăn chậm, để ngẫm nghĩ từng chút hương vị của cốm, của màu sắc, của tất cả các cái xanh non, dịu dàng, mềm, dẻo, ướp trong hương sen. Bài Tùy bút đã cho thấy cốm là một đặc sản của dân tộc vì nó kết tinh hương vị thanh khiết của đồng quê. Cốm là quà quê, thức quà thiêng liêng. Qua đó cho thấy tấm lòng của tác giả đau đáu, trân trọng, giữ gìn văn hóa cổ truyền của dân tộc. Mỗi sản vật là một truyền thống văn hóa, một thành tựu sáng tạo lao động và sự trân trọng những công sức lao động, thành quả nghề nông. Không chỉ nói về nguồn gốc thanh cao, đẹp đẽ của cốm, mà Thạch Lam còn ca ngợi giá trị của cốm. Cốm là quà tặng của đồng quê, cốm là đặc sản dân tộc. Đó là thức quà thiêng liêng, cũng là món quà rất riêng của quê hương đất nước mình. Như thế, qua cách giới thiệu về cốm, giá trị và bàn về cách thưởng thức cốm, nhà văn đã đem đến giới thiệu với chúng ta một giá trị văn hóa của dân tộc phải gìn giữ. Trong bài Tùy bút này, chúng ta cũng thấy được những đặc sắc nghệ thuật của ngòi bút Thạch Lam. Tùy bút không cần có cốt truyện mà chỉ cần có những cảnh, những sự việc được tác giả sắp xếp theo một trình tự nào đó.
Trong Tùy Bút, nhà văn đã sử dụng kết hợp nhiều biện pháp tu từ như nhân hóa, ẩn dụ, so sánh. Dòng cảm xúc miên man và một lối văn giàu ấn tượng, có sức gợi cảm đã tạo nên những áng văn mượt mà của Thạch Lam. Bài Tùy Bút của Thạch Lam diễn tả một vẻ đẹp văn hóa của dân tộc bằng một lời văn giàu chất thơ, nhẹ nhàng, êm ái mà sâu sắc, tinh tế, nhạy cảm và trân trọng. Tác giả cho thấy mình là một người có tấm lòng, một trái tim của người Hà Nội luôn luôn tha thiết và giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, nhiều câu hỏi tu từ ấn tượng và có sức gợi cao. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần tổng kết. Trước khi tổng kết bài học này, các con hãy tương tác với OLM trong câu hỏi sau nhé. Bài Tùy Bút cho thấy, từ một món quà quê bình dị, cốm có ý nghĩa thiêng liêng, đáng trân trọng. Cốm còn là biểu tượng cho sự gắn bó hài hòa trong tình duyên đôi lứa. Cốm được kết hợp với hồng, tạo nên sự hài hòa về màu sắc, thanh điệu, chính là sự tượng trưng cho hạnh phúc lâu bền. Cốm đã góp phần làm nên nhân duyên tốt đẹp của con người. Do đó, cốm chính là một vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, mang giá trị tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đề nghị mọi người hãy nhẹ nhàng mà nâng nỡ, chất chiêu mà vuốt ve, vì cốm là lộc của trời, là cái khéo léo của con người. Tất cả cho thấy Thạch Lam quả là một người tinh tế và sâu sắc. Các con đã được thưởng thức cốm làng Vòng của Hà Nội chưa? Đây là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ cùng cảm nhận nét đẹp văn hóa này khi có cơ hội. Và hãy giữ gìn, nâng niu tất cả những giá trị truyền thống của dân tộc các con nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình ở các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.